thấy gì qua chuyến thăm Trung Quốc của Lương Cường và chuyến thăm Việt Nam của Lý Cường. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến thăm Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 theo lời mời của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chuyến thăm của ông Lý Cường diễn ra trong bối cảnh được cho là cơm không lành, canh không ngọt giữa hai người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc. Theo một số nhận định, ông Tập Cận Bình không hài lòng về chuyến công du Hoa Kỳ của ông Tô Lâm, trong đó có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Biden. Đồng thời, ông Tập cũng khó chịu khi Việt Nam nâng cấp quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Pháp lên đối tác chiến lược toàn diện, giống như Trung Quốc vậy. Pháp là một thành viên của Liên minh châu Âu và là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Có suy đoán cho rằng Thủ tướng Lý Cường đóng vai trò sứ giả để hàn gắn mối bất đồng giữa ông Tô Lâm và ông Tập Cận Bình. Đây là biểu hiện xuống thang của ban lãnh đạo Trung Quốc nhằm nhanh chóng bình thường hóa quan hệ đôi bên để tiếp tục tăng cường ảnh hưởng của Bắc Kinh tới Hà Nội và nắm gọn đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là biện pháp vừa đấm vừa xoa của Trung Quốc sẽ không tha thứ cho Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong khi thái độ của các cá nhân và phe phái trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là giới tướng lĩnh quân đội, dường như im ắng, khác thường. Điều đó có liên quan gì đến các tin tức hiện nay về chính trường Trung Quốc khi có đồn đoán cho rằng nội bộ ban lãnh đạo Bắc Kinh đang lục đục lớn? Nhiều tay chân thân tín của ông Tập bị cách chức hay giáng cấp, tức là quyền lực của Tập Cận Bình đang suy giảm. Một diễn biến khác, ngay trước khi Lý Cường đến thăm Việt Nam, ngày 11 tháng 10 tại Bắc Kinh, Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Lương Cường sang thăm Bắc Kinh khi chỉ còn ít ngày là Quốc hội Việt Nam sẽ bầu Chủ tịch nước mới, thay cho ông Tô Lâm, và theo giới quan sát, ông Lương Cường là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế Chủ tịch nước này. Theo Tân Hoa Xã, tại cuộc họp với ông Tập Cận Bình, Đại tướng Lương Cường phát biểu: tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng đối với các nước xã hội chủ nghĩa như Việt Nam. Điều này chứng tỏ quan điểm của tướng Lương Cường trái ngược và khác biệt với Tổng Bí thư Tô Lâm, người được đánh giá là thực dụng, không đặt nặng về vấn đề lý thuyết. Không như các lãnh đạo Việt Nam từ trước đến nay, ông Tô Lâm được cho là không mấy coi trọng giữ thế cân bằng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Một thí dụ gần đây nhất là ngày 10 tháng 10, trang web chính thức của Bộ Quốc phòng Mỹ đã có bài viết nêu rõ: Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác quốc phòng và các lợi ích an ninh chung với Việt Nam đã và đang gia tăng. Đó cũng là nguồn cơn của mâu thuẫn trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay về chính sách đối ngoại của ông Tô Lâm. Đó cũng là một lỗ hổng trong Lương Cường tận dụng nhằm giành lấy sự ủng hộ từ ban lãnh đạo Bắc Kinh trong việc trở thành tân chủ tịch nước sắp tới đây. Khi trở thành chủ tịch nước, một trong bốn chiếc ghế tứ trụ đầy quyền lực, thì cơ hội ở lại Đại hội 14 của Lương Cường sẽ rất cao. Cũng như ông Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Lương Cường đủ điều kiện nằm trong trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, Đại tướng Lương Cường cũng cần biết rằng, mặc dù hiện nay ông đã là một giới chức lãnh đạo dân sự, nhưng trước đây ông thuộc giới lãnh đạo quân đội. Trong quân đội có những mảng màu mỡ như mua bán vũ khí, mua bán chức quyền, ưu tiên sử dụng đất đai và tài nguyên, và ít có tướng lĩnh nào không nhúng chạm. Điều này sẽ là một bài toán quá dễ với một ông trùm an ninh tình báo như Tô Lâm, mà hiện nay là Bí thư Quân ủy Trung ương. Thậm chí có đồn đoán cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm đang giăng bẫy để úp sọt tân chủ tịch nước Lương Cường trước Đại hội Đảng 14 sẽ tổ chức vào đầu năm 2026. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin thấy gì qua chuyến thăm Trung Quốc của Lương Cường và chuyến thăm Việt Nam của ông Lý Cường. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Đã đến lúc cần chỉ đạo làm sáng tỏ và trả lại tự do cho tử tù Hồ Duy Hải. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa có phát biểu khiến công luận bừng tỉnh khi cho rằng việc xây dựng luật pháp và hành lang pháp lý không chỉ để quản lý mà cần phải mang tính kiến tạo để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân. Phó Thủ tướng Bình thừa nhận, xưa nay hàm lượng hỗ trợ về kiến tạo bị nhẹ hơn so với yêu cầu quản lý, cho nên các đạo luật của chúng ta làm một hồi đã tắc nghẹt hết tất cả.
Giới quan sát vô cùng ngạc nhiên với phát biểu kể trên và thắc mắc vì sao ông Nguyễn Hòa Bình, nhân vật đã trải qua hầu hết các chức vụ lãnh đạo cấp cao trong ngành tư pháp như Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, rồi Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, lại có nhận thức quá chậm trễ đến như vậy. Từ khi Hiến pháp vào năm 2013 được ban hành, giới chuyên gia đánh giá rằng trong xây dựng pháp luật vẫn còn nhiều hạn chế, nhược điểm cơ bản như tính ổn định thấp, tần suất sửa đổi bổ sung cao, sự chồng chéo mâu thuẫn giữa các quy định pháp luật chưa phù hợp thực tiễn. Người ta không thể không đặt câu hỏi vì sao ông Bình lại được đặt vào ghế ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực như vậy. Điều đó có liên quan gì đến cái gọi là quy trình đầu tư quyền lực cho mọi lãnh đạo từ trung ương đến địa phương? Cụ thể, cán bộ bỏ tiền mua ghế để tham nhũng rồi vơ vét trong thời gian rất ngắn, đến khi hoàn vốn và có lãi lại mua ghế có vị trí quyền lực cao hơn để tiếp tục vơ vét nhiều hơn. Cứ thế, quy trình này theo một vòng xoáy chồn ốc để mà đi lên đỉnh cao của quyền lực. Được biết, ông Nguyễn Hòa Bình là bạn đồng liên với Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại học Công an. Luật sư Trần Đình Triển từng giới thiệu trên trang Facebook cá nhân của mình như sau. Ông Nguyễn Hòa Bình và Bộ trưởng Tô Lâm là bạn học cùng khóa đại học với tôi. Trong công tác thì có thời gian cùng ngành có khác nghề, nhưng chúng tôi liên quan đến nhau. Vẫn theo nhận xét của luật sư Nguyễn Đình Triển, ông Bình có tư duy và năng lực thuộc loại kém, không có khả năng đọc, hiểu một văn bản nếu không có sự giải thích cặn kẽ. Vào tháng 5 năm 2020, trong phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, cho dù ông Bình thừa nhận rằng trong quá trình điều tra vụ án có những sai sót, nhưng cuối cùng thì ông vẫn khẳng định đó là không làm thay đổi bản chất vụ án. Điều này đã khiến cho công luận sững sờ về nhận thức của ông về pháp luật. Trong khi đó, ban chuyên án đã tiêu hủy các chứng cứ trực tiếp gây án. Sau đó, họ đã ra chợ mua con dao và cái thớt mới tinh để mà làm tang vật cho vụ án. Điều khủng khiếp ở Việt Nam đã xảy ra như vậy, và cuối cùng Hồ Duy Hải bị kết án tử hình vì những con dao và cái thớt mua ở chợ. Kết quả phiên tòa giám đốc thẩm dưới sự chủ tọa của chánh án Nguyễn Hòa Bình, hội đồng thẩm phán vẫn tuyên án tử hình với bị cáo Hồ Duy Hải ngay sau đó. Vụ án khép lại với nỗi oan khuất của một tử tù đã phải nằm trong chốn lao tù suốt hơn 16 năm. Nhưng tử tù oan Hồ Duy Hải vẫn như một chiếc gân gà khó nuốt trôi, nhà không ra, và đến nay chính quyền Việt Nam vẫn không dám thi hành án với Hồ Duy Hải. Phải chăng việc Tổng Bí thư Tô Lâm buộc phải đá Bình tòa lên ghế Phó Thủ tướng thường trực với ông Lê Minh Chí ngồi chức chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tại Việt Nam là một giải pháp tháo ngòi nổ? Quyết định của ông Tô Lâm nhằm tạo điều kiện cho việc chấm dứt vụ án oan kéo dài này, và điều này càng khẳng định ở Việt Nam tồn tại một nền tư pháp mù lòa. Nhưng đồng thời, đây cũng là giải pháp để cứu uy tín chính trị thấp kém của ông Nguyễn Hòa Bình mà dư luận trong và ngoài nước vốn đặt ra từ lâu. Công luận thấy rằng việc ông Tô Lâm giải cứu uy tín chính trị cho ông Bình cũng là tạm xong. Vì vậy đã đến lúc ông Tô Lâm cần phải chỉ đạo các cơ quan trong bộ máy tư pháp làm sáng tỏ và trả lại tự do ngay lập tức cho tử tù oan Hồ Duy Hải. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đã đến lúc cần chỉ đạo làm sáng tỏ và trả lại tự do cho tử tù Hồ Duy Hải. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.